ក្រុមអ្នកនេសាទប្រាទូកាណូតរួមទាំងឧបករណ៍ចាប់ត្រីប្រភេទស្បៃមុងជាច្រើនផងនោះបានយកទៅដាក់ចាប់ត្រីនៅតាមដងអូមួយចំនួនស្ថិតនៅក្នុងភូមិអូតាំងលូឃុំកោះសំពៅស្រុកពៀនជោប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ឈ្មោះលោកអុកដារារស់នៅភូមិអូតាំងលូឃុំកោះសំពៅមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃទី 26 តុលាដោយដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋបានទៅហាមឃាត់សកម្មភាពនេសាទនេះច្រើនលើកច្រើនសាររួចមកហើយប៉ុន្តែក្រុមឈ្មួញនេសាទនៅតែធ្វើសកម្ម
Lúc thà, bởi chí bố ruột tức bất đăng ả nhà thô miền xa mặt kết, ổ chúi rì riêng tục sát ká nê sát chạp trầy khô chạm mạp nị đáy. Bọn tái ả nhà thô mình áo bớ châm bố sạc ká mập hiếp thua nê sát nị lời. Chlai tốp nâng bánh hà ní, nê xung cạt rọt tập bào chùa lập hòl sọc biếm chỗ, lúc phát xên ổi đăng thà. Đầm bọn nê sát nú, chia đầm bọn nê sát rọ bọc xa hạ cúm, để bán sàu xông chạm mạp nê sát mền. Bọn tái, rương ca bóng prạc nằm bấy bàn sức thươi này xa nụ, lục thá, lục bùm bàn đăng bí bánh hà này lời. Đấy, đối với mình nếu không cùng rộng cái bộ cập rộng hoặc là cả vị vật vật thả cùng tịch chô nữa, tịch chô mì cơ, tịch chô bộ thầm mây nâng. Bọn tái, bạp từ lớp đối với mình, thì nhé, tâm ai làm lọt một trái hai, bọn tái, mình toàn tịch chô nào làm lại chứ. Bọn tái, cả trong phơ nâng, đối với bàn phơ, đánh túi, bọn tái, mình toàn mình lại lại chiếc lông của phôn thế mà. Lúc thà còn lòng mốc, anh nhà thố tay anh thua ca tục sạch hàm khuất, mình áo ích cao miên sạc cao mập hiệp nề sạch khổ chạp nụ lời. Giang ná còn áo ích bảo chí bố ruột áng áng thà, krom nhạc nề sạch kỳ ách thua ca nề sạch chạp trái bán, đòi xa kỳ bán bóng prạc, bảo màn 4.000 đô la tức áo ích xa mặt kích chùa lập hồn khai bởi vệnh. Chúng bố bảo chí bố ruột kỳ cỏ, đại thua nề sạch chi liệt tàn ạc cổ xa nốt, vụ kế bùm ách tư nề sạch chạp trái nơi đồng bọn nốt bán lời. Nhạc phúc tôi tu xong ôi rọt mần trái đã tớp cho căn đầm này thầm ấy, thua dàng ná, chúi tục sạch sẽ cám hợp hiệp nê sạc ní, ôi bán, đầm bấy chiêu viên cùng ôi bánh hà ní, rít rượt đáo từ thang ngay khả mục tiệt, khởi nhóm hôm châm rán, vứt sụ A-si-si-rây, rì ca bị khát bởi về.